mừng tất cả các bạn đến chương trình livestream tối hôm nay. À, có Bambi nè, đó, các bạn thấy Bambi không? À, ok, đó. Bambi chào đi, con. Con chào cô chú, chương trình chưa phát mà cô chú gì, ok. À, chào mừng các bạn đến chương trình tối hôm nay. Vâng, và mình có nghe là Internet bị đứt dây đúng không? Mấy cái cộng bún nó bị đứt rồi. Không biết mấy cái cộng bún của Việt Nam sao nó ăn nó đứt hoài các bạn biết không? À, nên là nghe nói là Internet yếu, không biết Internet ở nhà các bạn có yếu hay không? Tối hôm nay thứ ba mình live stream các bạn sớm hơn. Ngày mai là ngày giỗ tổ Hùng Vương các bạn ha. Con được nghỉ học. Và con được nghỉ học. Wow. Ngày mai giỗ tổ Hùng Vương. À, đến này cô Phượng chào con nè. À, cô Phượng nè, cô Phượng chào con nè. Con chào lại cô Phượng đi. Ok. À, và ngày mai là ngày giỗ tổ Hùng Vương nữa là hồi nãy mình có cái chương trình Big Boss 13 và các bạn, vâng chào Phượng. À, và các bạn cùng mình đi ăn giỗ tổ Hùng Vương rất là lớn. À, ăn rất là lớn. Ăn toàn là bánh xèo không à. Ăn giỗ tổ rất là lớn. Ok. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chủ đề của chúng ta tối hôm nay là chúng ta chia sẻ về 10 người sẽ giúp cho chúng ta có sức khỏe tốt. Vâng, nó tiếp theo cái chủ đề tối hôm qua. Và ngày mai Bambi nè, ngày mai Bambi cũng ngày mai Bambi cũng nghỉ, nên là hôm nay Bambi ngồi live stream với ba. Chưa. À, con nói là con chào cô chú đi. Chúc cô chú ngày mai nghỉ lễ tốt. Ok, ngày mai nghỉ lễ khỏe. Ok chưa? Có cô Thảo nè. Có cô Thảo live stream nè, con thấy không? Đó, có cô Thảo mới ngồi lên đó. Con nói cô Thảo ơi. Đó đó, cô Thảo nè, Bambi ơi, cô Thảo nè đó. Cô Thảo nói đó. Nói, à. Vâng, các bạn và ngày mai chào bạn Phước Cao. À, ngày mai các bạn cứ nghỉ lễ và cứ đi chơi ở đâu sao mà ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương các bạn cứ nghỉ sôi mà. À, có một số công ty thì ngày mai vẫn cứ làm và cuối tuần chúng ta nghỉ luôn. À, nghỉ một hơi tới 4 ngày luôn. Vâng. Và ngày mai thì mình cũng nghỉ lễ. Và rất là vui tối hôm nay các bạn xem cái live stream này. À, và bây giờ các bạn tối hôm nay chú Đặng Gia Hồng nè, chào Bambi kia nè. Chú Nguyễn Trung Kiên chào con gái của bà Duy. Ok, chú Nguyễn Trung Kiên nè. Chú nói nè, chào con gái của bà Duy kia nè. Ok, cảm ơn bà Nguyễn Trung Kiên nhiều. Vâng, và mai em vẫn làm việc bình thường, bán hàng xuyên lễ luôn thầy ơi. Ok, rất là tuyệt vời. Và bây giờ các bạn chia sẻ cái live stream này về nhà mọi người đi, để cái lượng người chúng ta tăng lên rất là đông. Sau đó mình chia sẻ những cái điều rất là quan trọng giúp cho chúng ta có sức khỏe. Bởi vì khi chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta mới gì à, mới làm việc tốt được. Hàng ngày con có tập thể dục không con? Dạ có. Có, hồi sáng con có tập thể dục không? Dạ có. À, con chạy bao xa? Hả, con chạy bao xa? Con chạy với con bao xa? Con chạy 3 cây. À, con chạy 3 cây số, ok chưa? À, các bạn à, Bambi nhà mình là sáng nào cũng chạy thể dục hết, giỏi lắm đó. À, hiện tại bé vậy cho giỏi lắm á, sáng nào bé cũng chạy thể dục với ba hết. À, chào Bambi, chào thầy buổi tối năng lượng. Vâng, chào bạn Đặng Trần. Vâng, chào bạn Sơn Hà. À, và Bambi tối nào cũng chạy, sáng nào cũng thức dậy và chạy thể dục với ba hết trước khi bé đi học. À, và bé chạy đều từ Tết đến nay, không ngày nào mà bé không chạy hết. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? À? À, rất là tuyệt vời. Và cả cái khu của mình rất là đông. À, cả khu của mình rất là đông. Nhưng mà không có một cái bé nào mới có 5 tuổi mà như Bambi mà chạy hết á. Các ông bố kia cũng bắt trước, nhưng mà không có đứa nào nó chạy hết, không có đứa bé nào nó chịu chạy từ con trai cho tới con gái. Cứ duy nhất một mình Bambi chạy thôi, và Bambi ngày nào Bambi cũng chạy, và Bambi chạy rất là nhiều và rất là dài. Và ai cũng rất là ngạc nhiên, đặc biệt là những người làm ba mẹ cũng rất là ngạc nhiên, không biết sao mà Bambi chạy được. Ngày nào Bambi cũng chạy hết, Bambi chạy đều lắm. Các bạn thấy chưa? Thì như vậy thì Bambi sẽ có sức khỏe rất là tốt. Chào bạn Nguyễn Phước Trang, chào bạn Hà Thanh Tùng. Vâng, rất là tuyệt vời. Con nói gì với cô chú đi. Con nói gì với cô chú đi, con nói đi. Con hát một bài đi. Con hát một bài gì đi. Bambi
À, con hát cái bài tạm biệt búp bê. Nhưng bài đó ngắn quá. À, bài đó ngắn quá hả? Vậy bây giờ con ra con mở đàn, con bàn đàn cho cô chú nghe nha. Rồi, bây giờ con mở đàn đi nha. Rồi. Mẹ giúp Bambi mở đàn chút mẹ ơi. Vâng, chút xíu nữa Bambi đang chuẩn bị đàn và Bambi sẽ đàn cho cô chú nghe nha. À, và trong trong thời gian chờ Bambi mở đàn lên, Bambi đàn cho cô chú nghe. À, Bambi năm nay là 5 tuổi các bạn, đàn cho cô chú nghe, ok chưa? Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là 10 người sẽ giúp cho chúng ta có sức khỏe tốt. Vâng, mà muốn kinh doanh tốt thì chúng ta phải gì à? Phải có sức khỏe tốt. Nếu chúng ta không có sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ rất là khó khăn trong việc làm kinh doanh. À, năm nay mình cũng 40 mấy tuổi rồi nhưng mà mình cũng rất là vui là mình có sức khỏe và năng lượng rất là dồi dào. Cái người đầu tiên mà chúng ta cần phải lưu ý, các bạn nốt vào, các bạn nốt vào, đó là chúng ta cần phải có những cái người quen của mình là bác sĩ. Ok rồi, bây giờ trong khi chờ chút xíu ha, các bạn xem Bambi, các bạn xem Bambi đàn nha. Bambi đang chuẩn bị đàn. Bambi đang chuẩn bị đàn này, các bạn thấy này, Bambi đang đó, Bambi đang dở cái quyển tập ra nè và tìm cái đàn này. Để Bambi đàn cho cô chú nghe một bài ha. Đó, Bambi đang tìm đó. À, con tối nay con định đàn cái bài gì con? Con định đàn bài gì? Hả? Còn cái quyển tập màu trắng nữa hả? Quyển tập màu trắng nữa hả? Con định đàn cái bài gì? Hả? Con định đàn màu gì nè? Bài gì nè? À, cho cô chú xem là con đang làm bà gì. Chào bạn Nguyễn Kim Phượng, chào bạn Hiệp Thành. Ngày mai là Bambi được nghỉ, ngày mai là Bambi được nghỉ dạy, quên, nghỉ học. Nó là hôm nay là Bambi ở nhà và con nói với Bambi là live stream chung với ba, và bây giờ là Bambi đang chuẩn bị đàn, chuẩn bị tập để Bambi đàn cho cô chú nghe nhé. Vâng, và trong khi chờ Bambi chuẩn bị thì mình sẽ chia sẻ cái chủ đề của mình. Thì để có được cái sức khỏe tốt thì mọi người sau đây sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Người thứ nhất các bạn nốt vào, đó là bác sĩ. Chúng ta phải làm quen với những người bác sĩ. Đôi khi chúng ta có cái cuộc sống chúng ta bị mệt rồi gì đó thì chúng ta cứ đón non bởi vì chúng ta không có hiểu cơ thể của chúng ta, và chúng ta hay gì ạ? Chúng ta hay mua thuốc rồi chúng ta uống tầm bậy, chúng ta cứ uống theo cái phản xạ, theo cái cảm giác của chúng ta, và cái điều đó nó dẫn đến chúng ta bị hại sức khỏe hơn. Nên là chúng ta cần phải có những cái người bác sĩ thật sự họ am hiểu về cơ thể và họ sẽ giúp cho chúng ta có sức khỏe tốt hơn. Con định đàn bài gì nè? Con định đàn bài gì con? Selenite. Vâng, bây giờ Bambi sẽ đàn. Bambi đang chỉnh đàn, đang chỉnh nhạc và sẽ đàn bài Selenite. Con đang thử nhạc đúng không? Các bạn thấy chưa? Bambi đang điều khiển cái đàn và chuẩn bị nhạc. Vâng. Và Bambi đàn cái bài Selenite cho cô chú nghe nhé. Bambi năm nay là 5 tuổi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Bambi được 5 tuổi 4 tháng rồi. Và Bambi có cảm nhận âm nhạc rất là tốt. Hằng ngày thì bé cũng chạy thể dục rất là tốt. Bambi thích vẽ nữa. Bambi vẽ rất là đẹp. Rồi bây giờ Bambi đang chỉnh những cái nốt nhạc đó. Rồi con chỉnh lo lớn lên chút xíu nữa, lo hơi nhỏ. Rồi ok con. Ok rồi. Rồi.
tuyệt vời. Cô chú cho Bobby một cái tràng pháo tay đi, lớn lên để Bobby cùng nghe. Bây giờ bài tiếp theo con đàn là bài gì? Bài gì con? Bài Roman. À, bài Roman. Bây giờ các bạn nghe Bobby đàn bài Roman nha. Cô chú nghe Bobby đàn bài Roman nha. Mới đánh cái bài Roman, các bạn thấy đã mà rất là đã. Cô chú khe con quá chừng nè. Bambi mới cái 5 tuổi nha. Em cà phê đang xem Bambi đàn nè. Ô, em cà phê đang xem Bambi đàn nè của cô Thanh Phương đó con. Cô Thanh Phương, em cà phê vừa rồi có đi chơi với mình á. Lúc gần Tết đó con phải không? À, không hổ danh con gái rượu con tài gì. Ok. À con, bây giờ con đánh cái bài gì nữa nha, bài tạm biệt búp bê. Bài gì nha? À, Sing in the Sun hả? À đúng rồi. Sing in the Sun, nhưng mà bài đó con chưa học tay trái nên nó chưa có nhạc. À vậy hả? Vậy bây giờ con đàn tiếp bài gì nữa nè? Bài gì nè? Đưa ba Tháo cho, đưa ba Tháo kẹp ra cho con nha. Bà gì nãy nhỉ? Thì bài con chưa học ở trong đó một bài. Bài nào nhỉ? Nhưng mà bài đó chưa có nhạc. See in the Sun này, See in the Sun con chưa, Season in the Sun. Con chưa ấy hả? Cái bài này con đàn được không? Hả? Bài, con đàn cái bài này nhưng bài này chưa có nhạc nên à. Con biết tài phở. Bây giờ bài này chứ hồi kỳ giờ con đàn nhiều bài lắm mà. Con thích cái bài này bài mới. Bài Trái Đất Này đi, đúng rồi, Trái Đất Này là của chúng mình đó, đó. Ok. Trái Đất Này là của chúng mình ha. Con đàn bài Trái Đất Này là của chúng mình nha. Đâu. Rồi. Bây giờ Bambi đang 20 lần. Đúng rồi. Đó, đúng rồi, Trái Đất Này là của chúng mình đúng không? Rồi. Cái quỷ này nó bị chết rồi. Tôi kệ nó. Đưa lên mình đàn đi nè, cô chú đang chờ con nè. Đàn đi. Con đàn đi. Cái máy tính của con rồi. Không sao. Rồi bây giờ con để lên con đàn đi. Nha. Đàn cái bài đó. Nha. Kệ nó, ok. Trong thời gian chờ Bambi chuẩn bị nhạc, ok. Trong thời gian chờ Bambi chuẩn bị nhạc nha, chúng ta xem live stream tiếp nha, ok. À. Rồi, được không con? Nè, 1, 2, 3 nè, rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3 nè. Rồi Bambi đang chỉnh nhạc nè, chỉnh nhạc để nó hợp với nốt nhạc nè.
Và Bambi sẽ đàn cho cô chú nghe một bài nữa nha. Rồi Bambi đang chỉnh nốt nhạc, cô chú chờ ha. Rồi xong rồi các bạn bắt đầu nè. Đó nè, cô chú đang chờ con quá trời nè. Rồi ok con. Rồi ok con. Rồi khớp chưa? Khớp rồi đúng không? 1 2 3 bắt đầu. Con đàn hai lần. Ok, ok con. Rồi, ok, vậy là vừa rồi Bambi biểu diễn một số cái cho các bạn ha. Bây giờ mình lại vào chương trình. Bé sao con nhỉ? Hả? Sao? Vậy là vừa rồi Bambi đánh được rất là nhiều bài, nhưng mà do bữa nay bất ngờ không có sự chuẩn bị. Nó là Bambi đánh chưa có được nhuyễn lắm. Vừa rồi tất niên Tết năm vừa rồi tất niên của Bi á. Con chỉ đánh đỡ thôi, con chưa có sự tập dượt đều đúng không? Nó là con có bị đâu. Ok. Rồi bây giờ chúng ta lại bắt cái tay vào chương trình của chúng ta các bạn ơi. Ok. Rồi. Vâng. Ok. Cảm ơn con nhiều nha. Vâng, bây giờ chúng ta lại bắt đầu vào chương trình của mình. Vâng, vậy thì như hồi nãy mà nói á, để chúng ta có được sức khỏe tốt thì chúng ta cần phải có những người mà chúng ta cần phải liên hệ, ok chưa, để chúng ta cần biết rằng là sức khỏe của chúng ta nó như thế nào. Thì một trong những người mà hồi nãy mà nói là chúng ta cần phải có bác sĩ, chúng ta cần phải quen ngay bây giờ các bạn, ngay bây giờ chúng ta cần phải quen với những người bác sĩ làm việc ở chung quanh mình. Không phải là khi chúng ta bệnh rồi chúng ta mới đi gặp bác sĩ, cái đó là cái suy nghĩ mà của rất là nhiều người. Với cái khi mà chúng ta còn đang khỏe đó, okay, khi mà chúng ta còn đang khỏe thì chúng ta mới cần bác sĩ. Còn khi mà chúng ta bệnh thì bắt buộc rồi, bắt buộc phải gặp bác sĩ, và muốn gì cũng phải gặp rồi. Thì như vậy thì nó không còn phù hợp nữa. Nghĩa là ngay khi chúng ta còn khỏe nè, thì chúng ta phải quen với những người bác sĩ, và khi mà chúng ta bị một cái triệu chứng gì á, tức là thực sự là chúng ta chưa bệnh á, chúng ta còn đang khỏe á, thì chính là những người bác sĩ đó họ đã giúp cho chúng ta, để chúng ta biết được có những cái kết quả cho nó tốt hơn. Nên là cái người thứ nhất mà mình nói các bạn cần phải quan tâm và phải quen, đó là chúng ta quen với những người bác sĩ. Cái người thứ hai mà chúng ta cần phải quan tâm, chúng ta cần phải quen, đó là những người dược sĩ. Những người dược sĩ là những người này họ có những cái chuyên môn, họ biết được rất là nhiều những cái chất, những cái thuốc, cũng như là những cái chất, tức là mình luôn nói ở cái trạng thái là chúng ta bảo vệ sức khỏe, nghĩa là chúng ta chưa có bệnh, chứ có các bạn bệnh rồi thì mình không có nói nữa rồi. Chúng ta đang bảo vệ sức khỏe mà, nên là chúng ta ở cái trạng thái là chúng ta không có bệnh, chưa bệnh, còn đang rất là khỏe, để chúng ta bảo vệ sức khỏe những người dược sĩ. Mình
quen với những người dược sĩ và họ hay khuyên mình ăn cái này, họ hay uống những cái việc kia, hoặc là bồi bổ những cái thuốc, nó rất là hiệu quả, nó rất là hay các bạn ơi. Và cái người thứ ba mà các bạn cần phải quen biết đó là cái chuyên gia dinh dưỡng, các cái chuyên gia dinh dưỡng. Các bạn thấy là các cái cầu thủ bóng đá mà, những cái người mà họ tập thể thao nhiều á, họ chơi những môn thể thao chuyên nghiệp á, họ luôn có cái chuyên gia dinh dưỡng, họ có luôn cả cái bác sĩ, mà họ ở ngay cái thời điểm gì sức khỏe họ tốt nhất đó. Vậy thì chúng ta cần có cho mình những cái chuyên gia dinh dưỡng, đặc biệt là các cái bố mẹ của chúng ta cũng vậy, khi mà sinh con ra các bạn cũng không có đi tham vấn dinh dưỡng, và làm cho con cái chúng ta cứ cho con cái ăn theo cái thói quen của chúng ta không à. Chúng ta thích ăn cái món đó thì chúng ta cho con chúng ta ăn món đó, cái món nào chúng ta không thích ăn cái chúng ta không cho ăn. Nên là trẻ nhỏ nó hay rớt vào cái trường hợp, một là nó quá ốm, hai là nó béo phì, bởi vì chúng ta cho con ăn theo cái cách mà chúng ta muốn chứ không phải theo cái cách mà nó muốn. Và chúng ta đang hiểu về thực phẩm dinh dưỡng theo cách mà ta hiểu, chứ không phải là chúng ta đang hiểu dinh dưỡng theo cái cách mà bản chất dinh dưỡng của nó có thật, hay là bản chất khoa học dinh dưỡng nó có. Và đó là cái nguyên nhân mà nó dẫn đến chúng ta bị bệnh do ăn, bị bệnh do cách suy nghĩ, bởi vì chúng ta không có làm theo khoa học. Nó là người Việt của chúng ta nói chung, các bạn, người Việt chúng ta nói chung, dĩ nhiên là không nói hết, người Việt chúng ta nói chung á, là chúng ta hay ăn uống theo thói quen mà ít theo khoa học, nó là nó dẫn đến đó là cái sức khỏe của chúng ta nó không thực sự tốt. Lớn một chút xíu là cái sức khỏe chúng ta nó yếu đi. Chào bạn Dương Anh. Các bạn thấy hồi nãy giờ những chia sẻ của mình, các bạn thấy có hữu ích không? Các bạn comment xuống, không thấy bạn nào comment hết, mình không thấy bạn nào comment hết. Và các bạn không comment thì mình cũng buồn, mình không có năng lượng để mình chia sẻ nhiều. Các bạn comment xuống và các bạn cũng chia sẻ về nhà các bạn để gì à? Để mình có năng lượng mình chia sẻ nhiều hơn. Vâng, chào bạn Minh Nhật. Ok. Các bạn comment xuống để mình biết các bạn, để mình comment nó tốt hơn, mình chia sẻ nó năng lượng hơn, nó lửa hơn các bạn ơi. Và mời bạn bè của mình, mời nhiều người vô các bạn, để chúng ta cùng biết. Ok chưa? Đừng buồn thầy ơi, rất thú vị ạ. Vâng, cảm ơn bạn Phong. Nó là chúng ta cần có cái sự bảo dưỡng sức khỏe cho nó tốt ngay cái sự chuẩn bị ngay từ 3 giờ. Những cái chuyên gia dinh dưỡng họ sẽ giúp cho chúng ta, họ nói cho chúng ta những cái ý kiến về sức khỏe giúp cho chúng ta được tốt hơn. Và cái người thứ tư là những người mà họ đang có sức khỏe tốt các bạn. Có những người họ đang có sức khỏe rất là tốt. Ví dụ như là bạn quen những người nữ, họ lớn tuổi mà họ rất là xinh đẹp, nghĩa là họ có cái cách bảo vệ sức khỏe đó. Hoặc là các bạn mình đã từng chứng kiến có những cái người họ 50 tuổi, họ 60 tuổi mà họ rất là khỏe, họ rất là phong độ. Các bạn cho vậy thì những cái con người đó họ có cái cách, các bạn. Thầy ơi thật nhiều năng lượng nha. Vâng, chào bạn Nguyễn Trang. Chào bạn Trang Nguyễn. Ok. Thì những cái con người đó rất là tuyệt vời, họ đang có cái cách. Cái cách của họ là làm sao để bảo vệ sức khỏe. Thì khi mà chúng ta quen những con người như vậy á, nó làm cho cái con người của chúng ta, chào bạn Quốc Thái, chúng ta quen những con người như vậy thì nó làm cho con người của chúng ta như thế nào ạ? Có kiến thức am hiểu hơn và chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình nó tốt hơn. Các bạn chưa, tức là mình nói là 10 người họ sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Người thứ nhất là mình nói là bác sĩ, đúng không? Bởi vì họ rất là am hiểu về cơ thể con người, họ am hiểu về các bệnh lý. Và họ sẽ nói cho chúng ta những cái điều rất là bổ ích về sức khỏe. Ở đây không phải là khi chúng ta bệnh, mà khi chúng ta đang khỏe và chúng ta cần cái sự chia sẻ từ họ. Cái người thứ hai là dược sĩ, đúng không? Họ rất là hiểu về các cái chất. Các bạn hiểu chưa? Người thứ ba là ai à? Người thứ ba đó là những cái chuyên gia dinh dưỡng. Và cái chuyên gia dinh dưỡng là các bạn không phải là các bạn ốm các bạn mới sử dụng chuyên gia dinh dưỡng, mà các bạn mập của bạn cũng sử dụng chuyên gia dinh dưỡng. Chúng ta ăn uống như thế nào để con người chúng ta nó thông minh hơn, trí tuệ hơn. Và cái người thứ tư đó là những cái người gì à? Những người họ có cái kinh nghiệm bảo vệ sức khỏe, họ lớn tuổi rồi mà họ vẫn còn trẻ đẹp,
họ còn rất là khỏe, thì họ đang có những cái bí quyết và chúng ta hãy hỏi thăm để chúng ta có được những cái bí quyết đó từ họ. Ok chưa? Và các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn và mời nhiều bạn vô cùng nhau xem các bạn ơi. Tối hôm nay nhiều các bạn bận đi chơi lễ hết rồi sao á? Các bạn comment xuống. Và cái người thứ năm ở đây mình muốn nói với các bạn đó là nha sĩ. Ok chưa? Nha sĩ, khi chúng ta lớn lên một chút xíu á là cái răng của chúng ta. Bạn Bảo Ngọc đúng rồi thầy ơi, nhiều nghiên cứu cho thấy chi phí cho việc chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh sẽ rất hơn nhiều so với một lần đi trị bệnh. Còn trẻ còn khỏe phải thay đổi tư duy, phòng bệnh hơn trị bệnh. Ok, bạn Bảo Ngọc rất là tuyệt vời. Bạn Bảo Ngọc có cái chia sẻ rất là tuyệt vời, chính xác đó là như vậy. Cái người thứ năm mà mình muốn gửi đến các bạn ở đây đó là gì à? Đó là nha sĩ. Ok, do khi chúng ta lớn lên một chút xíu á thì cái răng miệng của chúng ta nó có vấn đề, cái răng của chúng ta nó có vấn đề. Mình có cái hàm răng này có không? Mình là một trong những cái người mà cũng có cái hàm răng là tương đối đẹp. Tuy nhiên để mà có được như vậy thì mình cũng phải đi nha sĩ và vừa rồi mình cũng có một số cái răng hư á, cái răng hư ở phía trong này hư á. Và bạn nha sĩ bạn trám lại cho mình. Bạn trám răng lại cho mình và bạn lấy các cái nướu đồ ra để chúng ta bảo vệ răng của chúng ta. Lớn mà lớn tuổi là tự nhiên là răng nó sẽ bị, nó là cái nha sĩ là một trong những người mà sẽ giúp cho chúng ta có được cái hàm răng tốt. Ok chưa? Rồi cái người thứ sáu đó là ai à? Chuyên gia nhãn khoa, chuyên gia về mắt. Ok chưa? Cái con người của chúng ta có mắt là cửa sổ tâm hồn mà, chúng ta cần phải có gì chúng ta cần phải có cái ánh mắt, cái sức khỏe về mắt nó rất là tốt. Con mắt nó phải trắng và nó phải sáng. Con mắt nó phải có năng lượng. Chính vì yếu tố đó, nhiều lúc chúng ta ăn uống hay là do cái điều kiện chúng ta sống gì đó và nó làm cho cái con mắt của chúng ta nó không có cơ đủ và nó khô đi. Và nó rất là khó chịu, và các bạn không bảo vệ mắt tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ những cái thứ khác. Và đó là lý do mà chúng ta cần phải gì cần phải có cái chuyên gia về mắt. Chuyên gia về mắt để giúp cho chúng ta được tốt hơn. Cái thứ bảy, vừa rồi thứ sáu rồi đúng không ạ? Hôm nay mình sẽ chia sẻ rất là nhanh. Cái thứ bảy đó là những người vật lý trị liệu. Ok chưa? Những người vật lý trị liệu. Những người vật lý trị liệu thì họ sẽ hiểu về các cái phương pháp tập, như cái cách đi, cách đứng, cái cách căng cơ. Các bạn nhận ra điều này chưa? Những cái người mắt em thâm hoàng đen, đúng rồi Lộc, mắt em có chút. Một trong những cái cách mà tập hết thâm hoàng đen á là tập thể dục đều á Lộc. Hồi kia mình cũng bị á, hồi kia mình cũng bị. Ok, bây giờ mình hết sạch rồi các bạn đâu ạ? Bây giờ là mình hết sạch rồi. Hồi kia mình thâm hoàng đen này, thâm hoàng đen ở trên nữa nè. Rồi trước tiên là nó thâm hoàng như này này, sau đó nó thâm hoàng như này này. Nhưng mà mình tập thể dục đều. Ngày nào em cũng tập tới giờ thể dục mỗi sáng 30 phút là nó sẽ hết ngay Lộc rồi. Nó làm mắt thâm màu đen thì tập thể dục thôi là nó sẽ hết. Ok. Vật lý trị liệu. Ok chưa? Những người vật lý trị liệu họ sẽ giúp cho chúng ta có những cái phương pháp tập nó hiệu quả hơn. Thâm hoàng đen không có cần phải đi uống thuốc đồ gì đó nha Lộc. Chỉ tập thể dục là nó hết ngay. Là những người vật lý trị liệu họ sẽ giúp cho chúng ta tốt hơn. Thứ tám là những người về yoga, những người tập yoga các bạn. Các bạn thấy những người yoga phần lớn là họ tập đều, họ khỏe mà. Thứ tám là những người tập yoga. Các bạn chơi với những người yoga và bạn ăn uống bằng tập thể dục, bạn nói chuyện rồi với những người yoga và bạn cùng nhau tập yoga với họ, một tuần bạn tập chừng vài lần thôi là sức khỏe bạn nó cực kỳ tốt. Cái người thứ chín là cái người gì là những cái người huấn luyện viên võ thuật các bạn. Những người huấn luyện viên võ thuật họ rất là hiểu về cái cơ thể của chúng ta. Họ tập cho chúng ta tập những động tác, máu huyết nó lưu thông, cơ thể chúng ta nó giãn ra. Ngoài cái việc mà chúng ta có võ thuật để chúng ta bảo vệ mình thì nó còn bảo vệ sức khỏe nữa. Nó giúp cho chúng ta được tốt ra. Và cái người thứ 10 đó là cái người ngồi thiền. Ok chưa? Ngồi thiền là một trong những cái cách mà cũng giúp cho sức khỏe của chúng ta nó được tốt hơn, nó được khỏe hơn, nó được năng động hơn, nó được linh hoạt hơn.
và mình cũng là thường hay ngồi thiền á các bạn ơi. À, và dĩ nhiên mình còn có một số điều nữa. À, tuy nhiên trước khi mình chia sẻ tiếp, ok chưa, và mình nói cái chủ đề tiếp theo thì mình giới thiệu về mình. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn kết nối là làm quen với mình nhé. À, comment xuống Facebook và mình ong đầu cá để bảo vệ mắt, ống dầu cá để bảo vệ mắt. Ok chưa? Dầu cá cũng là một phương pháp để bảo vệ mắt. Nhưng mà tập thể dục thường xuyên là mình bảo vệ mắt cũng tốt lắm á, bạn Đào Vinh ơi. À, mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại mình có ba cái quyển sách này. Quyển thứ nhất là Bì Dân Đồ Quay, cái này là bán ở trên Amazon. Cái quyển thứ hai là Vượt Biển Lớn và Cách Đi Lên Của Người Khởi Nghiệp Từ Năm Xu. Và quyển thứ ba là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Đây là 101 những bài học trong cuộc sống và trong kinh doanh từ đời thường. Và bạn nào mà khắp mọi miền đất nước và các bạn sở hữu hai cái quyển sách này, nghĩa là các bạn đam mê kinh doanh, thì mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group riêng của những người chuyên sở hữu hai cái quyển sách này. Và bạn nào mà có hai quyển sách này rồi thì comment cho mình để mình add các bạn vào group riêng. Trong cái group đó các bạn đặt cho mình những cái câu hỏi chuyên về kinh doanh để mình chia sẻ với bạn về kinh doanh. Mình có 20 mấy năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Và cuối tuần này thì mình có một cái lớp thứ năm này thôi. Thứ năm này là mình có cái lớp giúp cho các bạn tại sao phải ra làm chủ. Cái lớp này hoàn toàn miễn phí. Các bạn nào muốn học thì comment cho mình, số điện thoại cho mình. Các bạn ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai thì các bạn học thì các bạn comment cho mình. Để thứ năm hàng tuần là có cái lớp học miễn phí. Và thứ bảy chủ nhật tuần này là cái lớp chính. Nó có lớp chính chuyên về marketing dành cho doanh nghiệp nhỏ. Các bạn nào mà hiện tại đang có doanh nghiệp, đang có shop mà các bạn kinh doanh không phát triển được, không biết làm sao để lớn, thì các bạn học cái phương pháp marketing cho doanh nghiệp nhỏ này thì các bạn sẽ vỡ ra tại sao doanh nghiệp của chúng ta nó không lớn được, tại sao chúng ta không phát triển được. Và các bạn khắp mọi miền đất nước, các bạn không ghé tham gia được, ok chưa, thì các bạn mua sách và các bạn cứ việc comment xuống là các bạn muốn mua sách, các bạn cho số điện thoại mình thì sách sẽ được gửi đến tận nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và sau đó mình sẽ đưa các bạn vào một cái group riêng. Thông qua bưu điện thì sách sẽ gửi đến bạn ở tỉnh thành nào cũng gửi hết. Tới nơi, sách đến nơi thì bưu điện họ thu tiền các bạn luôn. Hai quyển là 210k bao luôn cả cái free ship. Ok các bạn ơi, rất là tuyệt vời. Vậy là vừa rồi mình chia sẻ cho bạn 10 người mà giúp cho chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe được tốt hơn. Ok chưa? Và một điều mà mình muốn gửi đến các bạn là thoát ra khỏi tư tưởng đinh rất là hay. Ok, cảm ơn bạn Cẩm Nhung rất là nhiều. Cái này là cái câu chuyện cái đinh đó là mình trải nghiệm cách đây 20 mấy năm. Cái thời đó mình làm việc cho cái công ty nước ngoài chuyên về xuất khẩu đồ gỗ. Và lúc đó bắt đầu mình mới ngộ ra bạn Cẩm lên bạn Cẩm Nhung cảm ơn em đã nhắc cái từ đinh rất là tuyệt vời. Vâng, và một điều để chúng ta bảo vệ sức khỏe của cho tốt là một điều mà mình gửi đến các bạn, đó là cái sự tự tin. Cái sự tự tin, cái sự tự tin. Nếu mà bạn không tự tin, bạn không tự tin vào sức khỏe của mình, bạn không tự tin vào những cái việc mà chăm sóc và cái khả năng của mình thì cái điều này là nó không có tốt. Ok chưa? Phải luôn luôn tự tin vào chính năng lượng sức khỏe, phải tin mình là người có sức khỏe rất là tuyệt vời. Bạn Đào Vịnh, em mới đọc cuốn Mỗi Ngày Một Chút Thôi rất hay. Ok, em cần đọc cuốn quyển Vượt Biển Lớn nữa bạn Đào Vịnh ơi. Ok chưa? Bà chào bạn Tú Nguyễn rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Tú Nguyễn rất là nhiều. Cảm ơn bạn đã follow theo cái chương trình này. Và luôn luôn nâng cao cái khả năng chịu đựng của cơ thể của chúng ta. Cái cơ thể của chúng ta, con người của chúng ta nó được thiết kế để giúp cho cái khả năng chịu đựng của chúng ta càng ngày nó càng cao hơn. Nên cái con người của chúng ta các bạn phải luyện đó. Các bạn phải luyện để sức khỏe của chúng ta nó tốt, bằng cách tập thể dục, bằng cách chơi thể thao. Hoặc là các bạn hay đi leo núi, hoặc các bạn đi leo phượt. Chào bạn gì quên rồi hì hì. Chào bạn Trần Yến. Chào bạn gì là sao bạn Trần Yến ơi? Mình tên là Thái Duy ha. Ok bạn Yến ha. Rất là vui kết nối với bạn Yến. Ok chưa? Và
cái chủ đề hôm sau mình muốn chia sẻ đến các bạn ghi vào. Tối mai là giỗ tổ Hồng Vương và mình rảnh, mình ở nhà nên mình chia sẻ bạn tiếp cái live stream. Chào bạn Thái Duy, chào bạn Yến, mình tên là Thái Duy. Ok, cảm ơn bạn Trần Yến rất là nhiều. Các bạn ghi vô tối mai 9:30 tối mai mình sẽ chia sẻ bạn cái chủ đề 10 cách để bạn tự tin hơn. 10 cách để bạn tự tin hơn. Bởi vì trong cuộc sống mà chúng ta thiếu cái sự tự tin á thì chúng ta không thể làm ăn cái gì được hết. Nên là tối mai mình sẽ chia sẻ bạn cái chủ đề là 10 cách để các bạn tự tin hơn. Vậy các bạn ghi vô đi. 21:00 tối mai. Các bạn xem cái chủ đề là 10 cách để chúng ta tự tin hơn. Và nếu bạn nào mà hôm nay em rất vui vì mới kết đơn hàng 1 năm hơn 10 tỷ. Ok, quá tuyệt vời bạn Lộc ơi. Bạn Lộc rất là tuyệt vời. Vừa mới cái kết hợp đồng 1 năm, hình như là bạn cái kết là bên cái công ty Đông Trùng Hạ Thảo đúng không? Ok không? Bên công ty Đông Trùng Hạ Thảo rất là tuyệt vời. Nguyễn Thái Duy tên rất là hay, rất là dễ nhớ. Ok, cảm ơn bạn Đào Vĩnh rất là nhiều. Cảm ơn ba mẹ mình đã cho mình cái tên nó như vậy. Ok chưa? Thì 21:00 tối mai, cái chủ đề của 21:00 tối mai là 10 cách để bạn tự tin hơn. Giúp cho bạn rất là tự tin. Các bạn thấy không? Cái đức tin tự tin, cái niềm tin của chúng ta, cái yếu tố tự tin là một trong những cái yếu tố mà nó giúp cho chúng ta sẽ chiến thắng rất là nhiều thứ. Nó là tối mai các bạn đón xem và mời những cái người bạn của mình, đặc biệt là những người họ không thực sự tự tin, họ không tin vào chính họ, họ xem cái chủ đề vào tối mai. Và tự tin cũng giúp cho chúng ta có sức khỏe tốt đó các bạn. Tự tin là một trong những cách để giúp cho chúng ta có sức khỏe tốt. Tối hôm nay các bạn nào có cái câu hỏi nào thì đặt cho mình đi. Mình sẽ trả lời các bạn những cái câu hỏi. Ok chưa? Tối mai là cái chủ đề về sự tự tin, phát triển bản thân. Và bạn nào mà chưa có quyển sách, hai quyển sách của mình, thì các bạn hãy comment và mua hai quyển sách này. Thì hai cái quyển sách Vượt Biển Lớn và Bị Dân Đầu Quay sẽ gửi đến các bạn, đến tận nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và các bạn sẽ được add vào một cái group riêng. Và trong cái group này, trước tiên là các bạn đặt những cái câu hỏi liên quan đến kinh doanh cho mình. Sau đó như thế nào? Sau đó thì mình tập hợp nhiều câu hỏi lại, bắt đầu mình live stream trong cái group để giúp cho bạn gì giúp cho bạn tự tin hơn. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tối hôm nay các bạn cũng đã xem cái live stream rất là nhanh chóng. Nói như vậy, mình nói với các bạn là 10 người để giúp cho chúng ta có sức khỏe tốt hơn. Và chúc các bạn một buổi tối hôm nay ngủ rất là ngon, đúng không? Các bạn ngủ rất là ngon. Và để ngày mai chúng ta bắt đầu ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đúng không? Ngày mai là ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Bản thân mình cũng vậy. Mình cũng mới đi ăn Giỗ Tổ Hùng Vương chung với một group mười mấy bạn của group BBBot 13. Thầy ơi, em muốn đặt mua thêm hai quyển nữa. Ok, vậy thì sẽ báo cho các bạn em. Mình sẽ báo cho các bạn để các bạn chuyển ra cho em tiếp. Ok, bạn Hường Tuân ơi, cảm ơn em rất là nhiều. Và rất là vui tối hôm nay chia sẻ ngắn nhưng mà cũng được nói chuyện với các bạn. Và chúc bạn nghỉ lễ rất là ý nghĩa. Và có bạn nào có cái câu hỏi nào không thì comment xuống rồi mình sẽ tương tác với các bạn sau. Bạn nào làm quen với mình thì cũng tương tác xuống, comment xuống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.